Em thích bạn nào? À, em lấy bạn đấy, chị lấy bạn này. Chị bạn nào cũng được. Wow, trời ơi, này còn nhiều quần áo nữa chứ. Ui, xinh chứ này. Xua. Yeah. Em sẽ đi giày cao gót. Em đi giày cao gót à? Đây nhá, đây giày cao gót của em này. Chị sẽ đi giày bánh nè. Mẹ lúc nào cũng em mua đồ chơi về suốt ngày chỉ cho em thôi, chẳng thấy cho mình gì cả. Em thì tranh hết của mình. Có con búp bê không cho mình chơi cùng gì cả. Nó xa. Tức ơi là tức. Nó xa. Không nhìn thấy em à? Ô, em à? Mina nhìn chị. Sao vậy? Sao gì? Mẹ chị, bố chị mới đi công tác phải mua một con búp bê xinh ơi là xinh. Có bao nhiêu quần áo để thay. Thế mà em chị dành hết chẳng cho chị chơi gì cả. Mẹ chị cũng chỉ bênh em chị. Này yên tâm. Làm sao? Đúng ý chị chứ, thay quần áo cho búp bê đấy. Ô, cái gì mà hay thế này? Một con, hai con. Ừ. Chị một con, em một con. Ừ. Nhiều quần áo chưa, túi xách. Ôi nhờ, nó còn dây này. Wow. Ba lê đấy. Ừ, chị em ngồi kia chơi đi. Đấy, đấy, em còn cho chị, em chị chẳng cho chị thì toàn dành của chị thôi. Wow, đẹp thế. Đẹp. Bóc qua đi, đây à? Đi. Wow, em mới mua à? Không, em mua cho em đấy. Xuống quá. Wow. Trời ơi này. Ôi, em thích bạn nào? À, em lấy bạn đấy, chị lấy bạn này. Chị bạn nào cũng được. Wow. Trời ơi, này còn nhiều quần áo nữa chứ. Ui, xinh chứ này. Xua. Yeah. Em sẽ đi giày cao gót. Em đi giày cao gót à? Đây nhá, đây giày cao gót của em này. Chị sẽ đi giày bắn lê. Có đúng không? Có đúng không? Ờ, à, đúng rồi đấy. Đây, dán lại này. Em có biết dán không? Không, đưa chị dán cho. Không, à. Em tự dán. Wow, chị sẽ nhặt đây này. Đúng rồi đấy, đôi đấy là của bạn đấy, đôi này là của chị. Đấy. Ôi, xinh thế. Xuống thế. Đấy, em còn nhường rồi, em chị bé nhất định không chịu nhường chị gì cả. Đúng rồi. Em bé lúc nào chả không nhường. Đấy, nhà em có một mình sướng đấy. Wow, chị xong rồi đấy, xuống này. Ừ, đây, trời, phải mặc cho nó khớp vào nha. Xu mặc cho khớp vào nha. Ôi trời, thế này tiện nhỉ em nhỉ. Hay quần áo dễ dàng luôn đúng không? Như này đó. Ừ, đúng rồi. Hay bây giờ hai chị em mình mỗi người một bộ này đi. Chị bộ xanh, em màu đỏ. Đây, đúng không? Mặc giống nhau cho thành hai chị em giống nhau. Đấy, chị dán cho em. Từ từ đây chị bạn, dán này cho nó khớp. Đấy, em bộ đấy, chị bộ này. Hai chị em mình sẽ đi dạ hội được không? À, em bảo nhé. À. Em sẽ lấy cái này. Cái nào? Ở cái túi, cho em cái túi. Đây rồi, này. Đứng dậy. Xong chưa? Xong của em chưa? Ừ. Ừ. Rồi. Cái này không vững rồi. Thôi, không lấy cái đấy đâu. Hai chị em mình đi dạ hội thôi. Ồ. Em, hai chị em mình quay ra xem có giống nhau không? Này, hai bộ quần áo giống hệt nhau luôn. Ồ, hay chưa? Người ta lại còn nào cả quần áo giống nhau để cho hai chị em giống nhau luôn. Ừ, cả hai bộ đấy nữa. Thế bây giờ em mặc bộ nào nào? Bây giờ em mặc bộ nào để đi chơi đi? Em lại sắp giống em chị rồi đấy. À, em thích bộ này nè. Quyết định một bộ đi. Rồi chúng mình cùng đi chơi, được không? Thích bộ này. Ừ. Em mặc bộ đấy đúng không? Thì chị lấy bộ trên đi. Ừ, chị mặc bộ tím cũng được. Ôi, váy tím, tóc tím. Ừ, đẹp luôn. Đây. Đây. Em sẽ giày bông hoa màu đỏ. À, yêu chưa, yêu váy chưa, yêu chưa. Này, xem nhau nhau. Ừ, đẹp gương lên. Cái bộ này hay thật đấy, có rất là nhiều quần áo luôn nhỉ. À, đây chị dán. Ôi, được. Hai cái này em mặc ra hội là đẹp mà. Đâu? Đấy, chị sẽ là bộ màu đỏ. Thôi nhá, mặc lốt bộ này xong rồi chị em mình đi chơi nhá. Chị bộ này. Ờ, xong hai chị em mình đi chơi nhá. Không, nhưng bộ này dài tay thì sao vậy? Trời ơi. À, đây là cái tay. Bộ này xong đây. Wow, xong chưa? Trời ơi, em nâu thế à? Chỉnh lại cái giày. Nhưng mà bộ dài rồi, không cần giày đâu, đúng không? Đúng không? Chị cũng cởi giày. Ừ, tính 50 tỷ thì chị được ví một luôn đi. Trời, xong chưa? Của em xong chưa? Còn chị cũng xong rồi. Tăng tăng. Chắc của chị cầm gương đi. À ơi, chị không cầm, đi chơi ai lại cầm gương theo? À,
không? Chị đi rồi không? Kệ em xách túi thôi, chị em mình đi chơi thôi. Susie ơi, chúng mình đi chơi thôi. Yeah, ở đây này, chúng mình cho vào ngón tay như này xong để đi. À, lại dán vào tay luôn. Không, đây. Không biết nắm tay lại. Nó không biết nhiều, không nghe lời chị không? Ê, nào, đi chơi thôi. Yeah, yeah. Ôi dạ hội hôm nay vui quá, vui quá. Ôi hôm nay Susie xinh thế. Yeah. Ôi, chơi trò này hay thế em nhỉ? À, chơi trò này thích lắm. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại.